Rồi, chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng cái máy in 3D của Delta. Đây là phần này là phần bàn để in sản phẩm. Bàn in sản phẩm nó nằm đây. Đấy, và trước khi in thì chúng ta phải vệ sinh. Chúng ta vệ sinh cái bàn này đi, toàn bộ phần bàn này đi, và kiểm tra toàn bộ cái phần kết cấu xem có bị chạm vào cái gì không. Ở đây là cái đầu phun này, đây là đầu phun. Và sau khi trước khi làm thì chúng ta sẽ phải đưa dây nhựa vào, cho dây nhựa vào. Đây là cái phần để chúng ta bóp vào để chúng ta luồn dây nhựa lên trên, Đó. Và để luồn được dây nhựa lên trên một cách ok nhất thì chúng ta sẽ phải điều khiển cái phần nhiệt độ, đưa nhiệt độ nó lên 205 độ C để chúng ta luồn vào và chúng ta đẩy cái nhựa bên này ra, để khi nào mà thấy nó có một cái sợi nhựa chảy ra thì đấy là ok. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cái thẻ nhớ để chúng ta copy cái file in của chúng ta vào, và chúng ta sẽ cắm vào phần bên cạnh này. Được. Bây giờ tiếp theo đó là phần nhựa gì để lâu không in thì chúng ta phải động tí để cho nó hết cái bụi. Có cái máy sấy chúng ta có thể sấy phần này, sấy để cho nó hết cái phần bụi ở chỗ này đi, tránh trường hợp là nó để nó bụi vào nó sẽ ăn lên trên và nó sẽ làm tắc cái đầu phun. Sau khi làm xong toàn bộ các cái công tác chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu chúng ta sẽ điều khiển đây, phần điều khiển dịch vào chứ đừng bấm như thế, cố gắng để cái dịch nó che kéo ra này. Chúng ta muốn in thì chúng ta sẽ bấm vào này, ấn vào này, ấn vào thì nó ra cái list danh sách, và chúng ta kéo xuống cuối cùng nó là print form SD. Thì chúng ta bấm vào cái dòng đó, và sau đó thì chúng ta sẽ thấy là toàn bộ cái phần danh sách sản phẩm in chúng ta có trong thẻ nhớ đấy, nó nằm hết trong đây. Ví dụ như hôm nay tôi sẽ in cái gá động cơ DC tròn, thì tôi sẽ bấm vào cái phần gá động cơ DC tròn. Thế và chỉ cần như thế là xong. Và lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là nhiệt độ bắt đầu của bàn nhiệt nó lên này. Nó khi nào mà nhiệt độ bàn nhiệt nó lên tới 40 độ C thì nó sẽ dừng lại và nó giữ nguyên cái nhiệt độ đấy. Tiếp theo nó sẽ điều chỉnh cái nhiệt độ đầu phun. Nhiệt độ đầu phun là 205 thì nó khi nào nó đạt được 205 thì là nó dừng lại, và lúc đó cái đầu phun của chúng ta sẽ hoạt động. Nó hạ xuống phần dưới cùng và bắt đầu nó in. Đây là cái quá trình mà chúng ta chuẩn bị. Các bạn đợi một lúc nữa để nhiệt độ lên. Trường hợp mà bị in lỗi thì chúng ta sẽ stop lại bằng cách chúng ta bấm vào nút này và chạy xuống cuối cùng, bấm vào stop print. Lúc này nó sẽ dừng in luôn. Và dừng in rồi thì bạn sẽ tắt công tắc này đi. Đây, nhìn này, tắt công tắc ở phía cạnh này. Đó, tắt ra đi. Và bật nó lên để chúng ta bắt đầu in lại từ đầu. In lại từ đầu thì chúng ta cũng phải làm sạch cái gạt cái mã in lỗi ra, cái phần nhựa in lỗi này chúng ta bỏ nó ra nha. Và chúng ta lại bấm lại in, bấm vào nút print form SD này, xong chúng ta chuyển sang cái phần gá động cơ DC này, chúng ta bấm lại và xong. Đấy là cách chúng ta in lại, và chúng ta đợi nhiệt độ này nó lên chuẩn thôi. Đây là nhiệt độ 40 này nó lên 205 là bắt đầu nó hoạt động. Đấy, bây giờ bắt đầu là đủ nhiệt này, bắt đầu nó lấy gốc tự động.
đây là con dao để chúng ta vệ sinh nhé, dao để vệ sinh các cái bề mặt ở dưới này trước khi in. Rồi, có thể bạn quay sát vào đây nhìn cái nước in. Đưa sát vào cái đường.